Rang, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Chào các anh chị em ở trên YouTube nha, mình Tinh Hùng nha. Hiện tại anh Hoàng Anh đang thí điểm vườn cao su 412 cây của mình. Bữa đầu tiên mình đóng nắp chốt nha các bạn. Gió trên mạng nói vậy nè. Học bài gió. Nói chung là mình biết cái phương pháp cạo khí ethylene của anh Hoàng Anh này lâu rồi, nhưng mà giờ nay mình áp dụng vườn cao su mình. Bạn coi ứng đăng ký like chia sẻ. Like và chia sẻ. Cái vườn này bắt đầu cạo đục rồi, anh làm miếng anh cạo đục đúng không? Rồi. Nói chung nó cho mũ thôi, cũng không có nhiều mấy. Là năng suất bị kém, nhiều cây bị giảm mũ. Nó giảm ở thời điểm nào anh? Năm ngoái à? Là từ năm ngoái đã bị giảm, năm nay mới đầu năm bị giảm. Nói chung là nó mình cạo mà nó có phạm cái gì nè. Nó là bắt đầu mình cạo xuống vậy nè. Nó là nó trồng quýt nè. Đó. Thì nó bị chặn tiếng mũ rồi. Nó kêu bằng đứt mạch máu của nó đó. Bây giờ cạo xuống là không đạt, bây giờ chỉ cạo ấp thôi thì nó mới đạt được. Thì mà cạo ấp thì mệt đúng không, tốn sức, nên anh làm biến dụng này để khoan cho nó lẹ. Nói chung là anh Hoàng Anh này anh kể ba bốn cái lợi của cái việc ấp khí này. Thứ nhất là nó đỡ mình phải cạo lên nè, nó hao dâm nữa là hai cái, với lại cái ông thời gian nữa, tối mình đi làm tới cạo dao, cạo bằng dao đó là khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, còn cái này đóng cỡ tiếng mấy hai tiếng nó lại à, nó rất là lợi đúng không. Thứ hai là thứ tư thứ năm gì đó là nó cho mũ nhiều đó, đặc biệt là cái đó. Cây khô miệng hoặc là cây bị giảm mũ do đau mũ nhanh thì nó mới cho mũ nhiều. Còn cây vườn cây bình thường thì tốt nhất nên ở lấy ở mức bình thường hoặc là tăng lên nếu mà bỏ thêm phân bón tốt. Còn nếu mà áp dụng mà tăng mũ cho vườn cây bình thường á thì trước khi đóng nắp chóp và bơm khí lần đầu tiên thì phải bón phân trước đó tầm khoảng 3 ngày cho nó đủ phân bón, thì lúc khí ethylene cho cây thì nó phát triển bộ rễ thì mới có phân nó phát triển được. Đó, sau đó thì tăng mũ từ từ lên, một tháng tăng tầm khoảng tùy theo cây, tầm khoảng 10% một tháng, và tùy theo cây thì đến tháng thứ 5, thứ 6 thì giữ ở mức từ 30 cho đến 60% tùy độ tuổi cây. Và đặc biệt nữa là trời mưa, các bạn có thể cạo được có lợi cho mình nữa. Rồi đặt khoan đi, nó cạo rồi dễ bị hiểu lầm lắm. Khoan nữa khoan bình thường. Mình có thu nhập hơn so với cái cách cạo truyền thống. Cái hàng như cây này là bị khô miệng. Cây này khô miệng cạo của mình nó nay cũng lâu rồi. Bữa nay mình áp dụng khoảng 3-4 ngày sau rồi mình kiểm tra, nếu thấy có lợi mình đăng video lên cho bạn coi nha. anh có kênh YouTube không? Không à. Anh có Zalo không? Hồi đó có chơi Zalo thì nghĩ là. Không à, vậy sao gửi hình lên trời. Vườn này ở Tây Ninh và địa chỉ ở đâu anh? Ở ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, đường 716, tại lô đất của ông Tư Bòn. Số điện thoại của anh là số nhiêu, lỡ khách có muốn qua xem? Số điện thoại của mình là 0337654456, mình Tinh Hùng. Có gì các bạn thấy có lợi trong việc áp dụng phương pháp bơm khí ethylene này, các bạn hãy giao lưu với anh Hoàng Anh, ảnh sẽ chỉ các bạn cụ thể hơn nữa. Hoặc là ai ở Củ Chi có thể là tới cái vườn này để tham khảo. Thì anh chủ vườn thì bây giờ bắt đầu là có kinh nghiệm để làm rồi, nên có thể hướng dẫn các bạn làm cũng dễ, không có gì phức tạp hết.
Còn mùa này bắt đầu vô mùa hết mưa rồi nên cái thao tác sẽ nhanh hơn nhiều, không có cần phải lấy ống nữa. Thì thời gian lấy mũ hay lấy buổi sáng sớm tầm khoảng 4-5 giờ đi chút đi khoan, hoặc là buổi chiều thì tầm khoảng 3-4 giờ mình đi khoan thì thao tác thì nó nhanh. Thì mùa khô thì dùng phương pháp này thì rất là lẹ, tại khoan cái bỏ đi, khoan cái bỏ đi, nhanh hơn là cạo nhiều. Đây, giới thiệu với các bạn nha, đây cái túi này của anh Hằng Anh là hoàn toàn là hết sức là chắc chắn các bạn. Mình cũng đã xem một cái số video ở trên bên Thái Lan đó, thì họ chỉ cái đường này nè bạn, nó trong một lát à, coi nó dở lắm nè. Đó, bên Thái Lan nữa, nó bằng cái của anh Hằng Anh, của anh nó dày cũng giống vậy mà. Không, tôi kia em thấy nó em có còn lên coi à. Video thấy mình họ không. Cũng có một cái nó hàng cái màu đen vậy nè, nó ngay giữa vậy nè, nó cái đó em thấy cũng ngắt nè, nó lát. Bên mình là nắp chắp màu xanh, nút bít màu xanh. Còn có cách đây 2 tháng thì bên mình có hàng nhái, thì nó là màu vàng và thường nó sẽ bị xì sau khi xài tầm khoảng 2-3 tháng, bắt đầu là nó bị xì tầm khoảng 30-40%. Còn hàng mình thì xài sử dụng lâu dài. Như các bạn thấy, ví dụ như bình thường á, mình cao mũ á, nó cho khoảng cỡ như đây các bạn, 1/3 chén à. Còn mà nếu mà áp dụng cái phương pháp này nó có thể cho 2/3 chén. Nếu như mình theo sự hiểu biết của mình là nó cho mũ cái đó các bạn. Là đối với những vườn cây mà bị khô mũ nhanh, đông mũ nhanh, cái năng suất nó bị kém, thì mình có thể dùng cái này là để mình khắc phục được cái vấn đề đó và cho cái lượng mũ tăng lên nhiều để phục hồi lại cái vườn cây mình giống như bình thường trước khi bị cái tình trạng đó. Còn những cái vườn cây mà bị bệnh khô miệng mà do nứt vỏ, thoái hết cái mũ và bỏ nứt từ từ thì cái này cũng áp dụng được, với điều kiện là nó phải ở vùng da nguyên sinh ở trên, là nó sẽ có một số vùng cái mũ nó chưa thoái hóa hoặc thoái hóa ít thôi thì nó vẫn cho lượng mũ đạt. Theo sự hiểu biết của mình thì cái cây này á, thường ngày là mình cạo nó cho mũ hơn cái chỗ này nha các bạn, có bữa nó đầy chén. Còn nếu mà áp dụng cái phương pháp này thì theo mình thấy trên một số mạng là nó cho cỡ 2/3 cái chai này các bạn, có nghĩa là đổ ra khoảng hơn gấp mấy lần cái này nha các bạn. Này mình gấp mấy lần cái thứ hai thấy cái họ để vậy nè các bạn, đó họ lòn ống vô đây nè các bạn, đó. À, cái dẻo đó. Nhưng mà cái đó thì nó có cái là đầu tư nó cũng nhiều lắm anh. Thật ra là cái này thì nó rẻ đúng không? Nhưng mà cái đó, cái chai này anh bỏ ngoài trời á, nó sẽ xảy ra tình trạng là nó bị móp lại, nó bị co lại, nên thứ nhất là lấy mũ bèo rất khó, thứ hai là xài tầm khoảng 1.5 tháng 2 tháng là phải thay cái chai mới. Thì tính ra là cái chi phí á nó sẽ cao. Còn nếu mà anh che mưa bằng cái tấm như nông trường hoặc là cái tấm nhựa cứng á, mà có hai cây ghim hai bên á, thì nó sẽ dễ dàng trong cái việc trút mũ, vệ sinh chén và lấy mũ bèo hơn rất là nhiều, thì cách đó hiệu quả hơn. Đúng rồi. Thì nói chung là có nhiều cách che mưa, thì mình chọn cái cách nào mà sẽ nó hiệu quả, đỡ tốn kém và đỡ công lao động mình nhất. Còn lấy mũ mùa này á, khi anh cầm cái anh khoan cái lỗ nè, anh lấy cái muỗng nè, khoan xong đúng không, anh lấy cái muỗng chích cái lỗ này phải không? Đúng rồi, anh khoan cái xong anh lấy muỗng anh cắm nhẹ ở dưới cái mũi khoan của anh á, cái lỗ khoan đây đó, anh cắm nhẹ đây cái là sau đó là mũ nó sẽ theo cái đường này nó đi xuống và đỡ mất công mình cắn ống, tiết kiệm cái ống mình truyền ra đây bạn, ngắn nhẹ thôi, mình phải khoan khỏi khoan không? Đúng rồi, khoan chứ. Anh khoan cái lỗ đây mình nè. Lấy giữa mình chích đó, mình lấy cây sắt mình chích đó. Không khoan. Vườn này phải khoan. Vườn này khoan nè. Thì mũ nó đông nhanh quá. Anh Hoàng Anh bây giờ anh áp dụng phương pháp không có... có nghĩa là tùy vườn anh. Vườn cây non thì có thể là mình chọt cái dăm 3.5 ly, 2.5 ly. Còn vườn cây lớn hoặc là mũ đông nhanh thì cái lỗ như vậy thì nó sẽ không đạt mũ cho anh. Thì bắt buộc anh có thể là dùng khoan.
như thế này hả? Trong vườn cây mình nó khá lớn rồi các bạn. Ừ. Mũ nó vàng. Nó nha bạn. Dây nó dày quá nha các bạn. Nó thì cái khoan thì mới đủ cái dây nó cái lượng mũ ra. Có 5 ly á. 4-5 ly vậy đó, dày lắm nha các bạn. Ok, còn cái vườn mình sẽ cập nhật cái tình hình lấy mũ của vườn này trong những video clip sau. Khi mình đi ngang qua Củ Chi, mình sẽ ghé thăm chủ vườn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn nha.